Hãy đón xem Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023. Dạ, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Dạ. Xin chào khán giả. Dạ. Xin chào quý bà con cô bác kênh Liêu. Kênh kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Kênh kênh hả? Mấy chị em dạ chia sẻ bà con cô bác là mấy chị em vừa mới ăn trưa xong, hiện tại trên xe thì chỉ có em, chị Kiều, chị Mai với là bé Lệ thôi, còn lại Nhi với Nấm thì đang ở lại quán cà phê, dạ đang tại có công việc đột xuất, thành ra là hai bạn phải ở lại để giải quyết công việc, còn mấy chị em thì sẽ đi đến một cái địa điểm, không phải đi đến một địa điểm lại bận nghề nghiệp. Dạ, bữa quay clip có nói bà con cô bác là bọn em có ở Ninh Thuận chơi 3 ngày, thành ra là cũng hy vọng sẽ gặp được một vị khán giả nào đó có theo dõi kênh của tụi em, nhưng mà bữa giờ là chưa gặp được ai hết hơn, thành ra là mình đi mình chưa gặp được ai hết trơn, nên là quyết định để thực hiện cái mục người ta chưa gặp mình thì mình đi gặp người ta, mình đi gặp người ta mình đi gặp khán giả. Dạ, đây là xin đi gặp cô khán giả. Dạ, cô khán giả này nói chung là cũng mình bọn em cũng đã gặp rồi, chắc mà khán giả cũng đã đoán ra được. Không chị, khán giả cũng đoán ra được chắc, tại vì khán giả cũng có comment trên các clip trước của chị em là đã ra Ninh Thuận rồi thì nên đến gặp cô đó, tại vì cũng biết cô ở Ninh Thuận, cô cũng nói là khán giả ấy, chứ cô cũng khá là nổi tiếng bên kênh anh Thương đó, nên là hôm nay ba chị em quyết định tranh thủ mình, bây giờ chiều tối là tụi em sẽ lên xe tranh thủ từ giờ đến tối, mình còn thời gian mình đi ghé thăm cô. Dạ, cũng có báo cô trước rồi, nay mấy chị em qua để thăm cô trước khi về lại Sài Gòn. Cô bác đón đợi xem vị khách mời đặc biệt hôm nay là ai nha. Vị khách mời mà ai cũng biết đó là ai. Ai cũng biết đó là ai, không mà cô dễ thương thật sự luôn á. Lúc nãy em sáng có gọi cô xong là cô đang đi ăn dỗ á. Mà cô kêu để cô về liền. Có nghĩa là cô bỏ dỗ để bỏ ăn dỗ. Cô bỏ dỗ luôn hả? Cô bỏ ăn dỗ cô về luôn á. Mà trên đường về là cô cứ gọi hỏi tôi không đang ở đâu, hỏi hoài. Mà cô giống như kiểu cô lo lắng á. Cô lo lắng mình đi mất á, xong cái cô cứ bảo tụi con ở đấy để cô qua đón, thì xong kêu thôi cô cứ về nhà đi, có gì gần tụi con tự bắt xe qua cho chủ động. Là cô mới chịu, giờ đang trên đường qua thăm cô. Rồi bà con cô bác đợi sau 2 giây nữa là mọi người sẽ biết được vì khán giả đặc biệt này là ai ạ. Dạ. Đem làm một đống nho. Dạ. Số cây chả lụa. Ôi. À quên đấy cô, con qua nói chung ngủ không có gì, con ngủ cô. Trời ơi, cô mười lần đầu. Tấn mình chết, lái quá chạy nhanh. Ôi cô, mình vô trong đường đứng đây nó nguy hiểm quá. Bữa nay cô đua nữa hả? Đứng đây nhạc nó nguy hiểm quá. Con trai áo xanh, người yêu mà người yêu mặc quần đen, quần đen hết, quần xanh, trên cái đầu trên
qua đây, qua đây. Cái này là tiệm cô cho khu mua cho khoe hay là nhà mình làm con rồi? Để nói cho nghe nè con. Dạ. Thôi mà từ từ mua lại miếng nước đi. Nói nghe nè. Thôi dạ. Là sao biết không? Nhà này là con chị ở 18 và 9 năm. Dạ. Bây giờ con chị làm được một cái nhà gần 2 tỷ. Mới dọn vô đó. Cái nhà này bây giờ nhường lại cho em. À. Mà cô nói chứ khi nào mà thầy Khương Dừa con ơi cho nước đá thêm đi con, cho nước đá thêm con. Con lấy nước đá con, trời lâu lâu có bạn mới ra mấy con tiếp xúc cái đàng hoàng đó, để vô trọng cho thầy Khương Dừa mất mới nói gì mấy cái này mấy nọ bạn má ra. Thiệt là nhanh chở thằng em nuôi nữa. Dạ. Cô lái mô tô hả cô? Không lái mô tô. Nếu bằng mô tô năm 82 là lái mô tô. Dạ. Đó bằng lái được đàng hoàng. Wow. Đó là thầu Quân, bây giờ là thầu Liệt rồi. Thầu Liệt. Thầu Liệt và cái mê thách thức nhân hài vô trong đó. Dạ. Vô gặp Khương Dừa, mê Khương Dừa. Thầy tới nó tay thương mấy con nó đi là rừng đi núi rồi giùm được cái. Trời ơi trời. Rồi thương nó rồi thương lây qua mấy con. Dạ. Biết nó mới lây qua mấy con. Dạ. Chứ làm sao không có nó làm sao mà thương mấy con. Lây lan. Đúng không? Lây lan. Bệnh lây lan. Dạ. Bệnh lây lan. Con ơi. Trời ơi mừng quá. Mở nước uống đi con. Mở nước uống. Mở. Trời thấy ra cái độc lóc cái đầu độc lóc á. Dạ sao uống đi con. Dạ dạ dạ. Sếp vô nói vậy nè. Dễ lắm. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Con cua á, con đậm đâu ngồi đó, đậm quá lời, nóng quá cô đánh ngồi. Đây xin giới thiệu đây. Đã, ngồi chơi luôn anh. Đây là xin giới thiệu mấy con, mấy con. Đây là chủ trong tương lai. À. Rồi trong tương lai mấy con cái đây là giới thiệu mặt nhà mình. Dạ, cái này là sắp tắm gì cô? Mắt kính, mắt kính. Mắt kính. Bây giờ mấy con mà muốn mua, con muốn xài mắt kính. Đừng có trả tiền, cứ lên mắt kính xuống hổ. Nó cũng cho nó xuống anh đàng hoàng. Dạ. Rồi để chứ con quay quảng cáo ngoài cho bà con cô bác biết. Rồi, con chưa biết không, nó quảng cáo nè. Mà là nó nói là linh gì đó, nói lại con. Trời ơi, nổi tiếng. Nổi tiếng là 490 nổi tiếng lắm. Dạ. Ngày xưa là cái ngày xưa là anh Linh hay đi nghèo á, mới ăn chưa đó. Anh vừa hồi xưa Linh chơi tôi nghèo. Bây giờ tôi mở mắt kính tại trung tâm thành phố. Linh có hối hận chưa? Trời đất ơi, không khủng hoảng. Là phải rồ luôn đó. Mà mấy mỡ là trắng như tuyết, bữa nay đeo như cục than bỏ vô. Không, nhưng mà nhà cô đây cái mặt bằng này quá đẹp hơn. Quá đẹp luôn á. Đây bằng cô bác hai mặt tiền nha. Con lấy cái kia không? Dạ chưa. Công ty đó người ta là... Không, chơi. Thương nó đến mức độ là cho thuê tầm nửa tiền. Mấy con mà ở đây là tao giao hữu luôn, hỏi gì chồng muốn được. Chồng muốn cái nửa tiền con. Trời ơi, biết vậy hôm nay là thuê nhà cô ở không rồi. Trời ơi, thấy nó lại ra ra phòng mình đó. Không phải kinh tế của anh. Ôi ơi, một chó. Biết kinh tế mà làm một cái poster gọi là cái... Đúng không? Cái poster thôi mà nổi chia sẻ. Bà con cô bác thấy kinh khủng không? 137.000 lượt chia sẻ. 34.000 comment. Quá đỉnh. Đâu? Trời ơi, cần 90 nhà mình đó con. Nhà tụi con mà bây giờ trời cho nó cũng nó mướn đó. Nhà tụi con đó. Nhà của tụi con ở đây nè. Nhà tụi con đó. Trời ơi, nhà tụi con đây ạ. À? Ngày xưa Linh cha tôi nghèo, bây giờ tôi mở cửa hàng mắt kính ngay trung tâm thành phố. Linh hối hận chưa? Linh là ai à? Vô nhận đi à, Linh là ai à? Chắc thầy là tắt cho nhà lớn nè. Không ai không có người không nói nước ơi con tin Linh mà bên Mỹ đáng gì ai nói. Dạ. Đây cũng vừa lên tâm là chia sẻ ngoài tỉnh luôn. Không à, mấy lúc đấy để bọn em kêu là quay clip giới thiệu xin rút lại ạ. Tại vì thấy khả năng là không bằng. Mấy con mà thích kính gì lên trên đó chỉ cho nó. Dạ. Có gì mà đưa cái mặt ra người ta. Thôi, mặt chưa mở, phải nổ tiếng. Không, mở rồi. Trên kia một cái là. Trên nào đó cô? Nó có một cái chữ thì ở đâu, ở đâu cô? Xin nó giới thiệu con gái. Con gái. Trời ơi. Nổ tiếng Thái Lan.
mấy năm mất tháng sao mới nói vậy? Chị hôm bữa là mình quá, mình đẹp quá rồi. Cà phê là của bé Ngọc à, cà phê màu đỏ còn trang thì cua bò hả? Con bé này là Bình Thuận nè con, nổi tiếng rồi, nãy có giấy tờ yêu cái gì mê ưng Khương Dừa rồi ưng cái đại gia khác nhưng mà bả diễn á, trời ơi tôi bả là học trò của Minh Nhí. Vô đi con, vô cả một tháng anh mời nước anh uống đi con, uống là vui mà. Bây giờ mệt quá rồi, chỗ này nó nhăn quá chịu không nổi đâu.
nó không sợ mình mệt, chứ là thích ăn nó cho nó ăn sang quá rồi nó nghĩ bao nhiêu cũng dùng. Tối ông già quen đứa dĩa như vậy nè, đứa nào làm biến ăn rất lên rồi. Sao bữa nay không ăn con? Tám mươi tuổi rồi lúc tụi ta ăn cho có thôi. Mà một đứa một dĩa xanh ăn xong rồi cái anh rửa xong anh ăn sổ nó ráo nước rồi nè. Anh già hết yếu luôn á. Mình lấy ông chồng này mình phải xác nhận rằng là ông chồng này là số một, số một. May là chưa ông chồng số hai thì mình không biết sao sáng chứ ông này là số một quá, thật tình mà nói nghĩa tình á. Ừ, hai người cùng chí hướng yêu thương chó, yêu thương động vật. Đúng rồi, nhưng mà hoa sau này nhỏ này thấy mình khổ quá, em nó nhỏ nhỏ cái mặt cũng cứ giống cái mặt số tám, cái mặt số tám nó nói cái chó không à, mệt nó không chịu ăn mình, già rồi nó ăn cơm cho chó không à. Phải nói mặt nó thì bây giờ chịu lỡ rồi, bây giờ hiện giờ hay có nó sản xuất ra bao nhiêu thì năn nỉ cái người nào thương nó mà cho. Có nhiều người thích mà nó thì có sao cho nó chứ nuôi nhiều á cực lắm mà nó nhiều chó rồi. Bây giờ mình có làm sạch sẽ tấm mấy con nhất luôn là nó vẫn là cũng có bầy, lúc nào cũng quả cây giờ chứ là cô cho anh Khương nguyên một đàn rồi. Ừ, chứ cô cho anh Khương mấy con ta, bốn năm con gì đó, năm con luôn á. Nhà anh Khương phân tán luôn. Đang nghĩ nói à Khương, con coi ai thương chó thì cho, để cho người ta nuôi bớt thôi chứ ở ngoài đó hết chịu nổi rồi. Vậy mà thấy ở dưới ngoại, ở dưới nội cũng hai con, ở trên này hai con, nó thử cho nên vậy vừa rồi cầu cứu con là mấy đứa này trả lời coi, nó này nè hai đứa một hai trả lời. Không có nói học với chị em chưa, con tưởng là chưa ai đâu ok nên là chưa dám báo cô. Ở đây khi mà con báo là nghe chúng con xét nó mệt quá rồi chịu bắt nổ rồi biết lỗi rồi, con đời không lỗi nữa rồi. Đến nỗi chờ mà chó bữa nay nó lên lớn rồi, lớn rồi mai mốt nó sắp lên làm cha làm mẹ rồi, nó lên lớn rồi con. Mỗi ngày trả lời mà chó làm cha làm mẹ luôn rồi. Hiểu không? Mỗi ngày mới quen, mỗi ngày chắc cũng hả? Mà làm cha làm mẹ sớm, cứ sớm. Nếu con có mệt mỏi không đi ra còn nhà chợ thằng? Dạ, dạ không. Không dạ, không. Bây giờ mà giờ sao? Bây giờ là giới thiệu ca nhà chợ cho cô nhỉ? Không, cái này căn nhà đang ở. Cái sau này tôi cảnh bên ngoài thôi, ra cảnh bên ngoài đi, tôi con đi vòng nha. Dạ. Nhìn nhưng mà hơi lung tung nó cũng trẻ nha. Dạ. Giới thiệu bà con cô bác, đó căn nhà của cô Mười. Dạ đây là đại gia Ninh Thuận nè. Đại gia Ninh Thuận. Ma ra. Ủa cái điện thoại của một cô Mười đâu? Đây là cô Mười. Nhưng mà cô không biết làm, cô làm gì? Đây nè, con chết rồi đó. Chết rồi. Rồi bên này là một khu chợ mà hình như cũng rất là lâu đời rồi. Thấy cái căn nhà màu vàng ấy không mà con cô bác. Ủa bên này là chùa hả cô? Chùa. Con thấy cái nhà kia chắc cũng lâu lắm, ngay cũng nhà cô á. Đúng. Đó là hồi đó nhà cô. Nhà đó là phòng ngủ hồi xưa. À phòng ngủ thôi hả? Ngủ hồi xưa. Thôi. Nhà cô Mười đây, cô Mười kêu là hết cái tường vàng là nhà cô. Đúng rồi. Đấy. Chạy dài xuống dưới luôn đó là con cô bác. Ở đằng trước này thì cô Mười đang cho thuê đó, sơn sửa lại thì nhìn ở dưới nó hiện đại nhưng mà cái nền ở trên là nhìn ra được cái vết tích trồng cây từ rất là lâu rồi, cái nền màu vàng. Cô Mười, cái nhà này là bao nhiêu năm cô nói, bao nhiêu năm con quen rồi? Năm 1947. Là bao nhiêu năm ta? Con tính ra là biết năm 23 47 con trừ ra 6 rồi mấy. Là từ hồi mà lúc ấy của cô chưa sinh ra luôn chưa hả? Sinh ở cô 50. Cô 50. 47. Ôi, cái này là 47. Là từ thời ông bà để lại hay sao cô? Là ba má là chết ngất hết trơn rồi mà để lại cho anh. Để lại xong rồi. Là để lại cho anh cô xong rồi đến xong là cô nữa hay sao cô? Chồng cô, để cho chồng à, cô. À, để cho chồng cô. À, cô là dâu. À, bên ông là bên nội. Bên nội. À, cô thì bên nội. À, bên nội. Đất đây, đất giờ là 70 năm ở đây là gọi đất trung tâm luôn rồi. Cô là
để chú con làm cho con. Bây giờ cô mời dẫn tụi con đi xem thơ cho mọi người. Trời ơi, về này làm rau nhà cô mời là hết sảy. Đi. Nhưng mà giờ có ba đứa làm rau hết rồi không cô? Một đứa thành ba người cũng đủ. Một người. Cháu không được. Bây giờ cô mời đẻ thêm đi cô. Đây. Có trái không? Thì con nói có, mua không mấy ký, nói là cũng 4-5 ký. Được rồi, để tôi mua 5 ký rồi gửi ấy lên 1 ký. Bắt trước thương người dưỡng ghê luôn á. Trời ơi, bắt trước thương người trồng nho luôn. Còn nữa, Ninh Thuận bắt trước Sài Gòn. Biết sao? Đủ thứ bắt trước luôn á. Bắt trước gì nữa con người? Còn nữa, ba lô. Má biểu con gái ở bên đó mua cho má cái ba lô hỏi chi mai mốt má cái đi Sài Gòn má mang ba lô giống như về nó mua cho các cái ba lô là mua y chang cái ba lô quả y chang nhưng mà màu nó không giống chưa là gì vậy chưa chim cái gì mắt trước đó chưa ưng à không biết tại sao tại á là quý mến á là từ cái lúc mà nó đi với là mấy miền Trung á thấy thương quá. Ủa là đến lúc miền Trung là cô mới biết anh Khương hả? Cái lúc mà mấy con rồi con là rồi bên gì gì dòng ái dòng ai nè thách thức trên hài nè nói tóm lại là con là số một hồi giờ đó mỗi giờ con dâu nó bữa nay nói chuyện được chiến lợi cái cô dạ. Nguyễn Thị Ngân ạ à. Nguyễn Thị Ngân luôn mà chứ bà cô biên tập cô biết đâu biên tập ba bỏ mai mốt mà mấy con được cái gì cái nó mừng lắm đó nó là như cái hạnh gì như vậy đó dạ. Nó là như không, vậy có vẻ thấy cô rất là hợp con dâu nha. Hả? Thấy cô rất là khoe về con dâu luôn không đúng đúng luôn là. Mình cứ nói con mình cứ nói rằng đây nhỏ nhỏ nữa à 9:30 người ta dậy là 3:30 mình dậy hả? Nó nhỏ nhỏ mà sao to vậy? 3:30 má dậy, dạ. 9:30 con dậy, rồi dạ. Cho con đi học luôn. Dạ. Thương nó rồi mai mốt. Ôi, đây có cháu con nuôi đây. Đây nè. Hổ lắm. Hổ hả con? Ôi, con nuôi mà nó rụt luôn á. Trời đất ơi. Con lấy mập rồi lù à. Ý là bữa cô con, cô gọi là cho giống này hả cô? Cái giống kia. À đúng kia, đúng khác hả? Ý cái này là nó đang đẻ hả cô? Em ôm giùm một con chó đen ra giùm chị. Cái này là hình như nó đang mang bầu hay là sao? Đó, nó mập thùng lùn. Đúng rồi, nó mập thùng lùn. Đứa nào nó giống cô lắm. Dễ thương, nó run kìa. Run nó sợ. Nhưng mà cái này nhìn tưởng nó đẻ rồi không á? Nó cũng đẻ đứa con rồi. À có đẻ một nửa rồi đúng không cô? Nhỏ xíu vậy hả? Mà mẹ con nó nhỏ xíu quá rồi cái tự nhiên thương ta. Chi qua qua. Cái này là giống chó. Mấy con ra mà lúc mặt nó nhỏ như chuột đó không chuẩn chiên qua là nó nhỏ vậy á thấy mấy con ra mà lúc này thì cảm thấy là mấy con đỡ một nè giống như cơ như mấy con đi làm một quá thấy tội nghiệp quá đâu có con đen mà con chèo với là con trắng con chèo nó tung lên á con chèo mỏ đen không trong chuồng luôn á có một cái con à con lấy cái con đồng lên trời ơi nhưng mà cái móng nó đang hơi dài nè cái móng bả kìa cái móng này bị gãy nè cái móng này bị dài không nó sủa thôi chứ nó sủa như cắn mà nó giữ không giữ không á giữ mà hổn lắm nó hổn lắm trời ơi cái đôi bắt được đi quay lại chửi nữa kìa à đây đây là con này nói là cái duy trì người dạ. Đó, này. Ý giống chó này nhìn uống cả chắc cỏ
nói gì nè em quên rồi. Kệ, bóc mày ra, bóc mày ra kệ. Cháu mà, ôi dễ thương quá hả? Ủa, sao lưng lưng cháu con thấy không cô Mười? Ở đây luôn anh. Cái lưng có sấy hả? Không thấy gì đâu. Nó giống như chó con mút vậy ta. Mà nhìn nó cũng lai lai chó mặt xệ đã. Khóc mà lai mặt xệ hả cô? Mặt xệ. Ôi hay quá. Nó rung về mọi nghiệp nhưng mà nó này chịu vô đáng chịu nha. Về. Con mang về cho nhà con người. Nhưng mà nó đi xe rồi không cô? Mấy rồi mấy người ta cần ta cứ chịu. Bây giờ cũng sáng. Đây là con đó. Đây là con đúng không? Đây là con. Đây là chó mặt xệ này. Cho nên nó thấy ấm con nó. Ủa, vậy là nó lai với con đó đúng không cô? Ừ, lai con đó. Nhưng mà mẹ nó lai với con nào chó cỏ bình thường hả? Đấy, chú ơi, chú qua qua nữa nè. Là mẹ đó hả? Không, không, mẹ con kia hả? Chúng tôi lai một lần luôn đó. Ở trong nhà kết hợp. Đúng rồi, con này là lai chó mặt xệ này, lúc nãy ra này em nhìn thấy nó giống giống xệ, rồi. Xệ nhưng mà nó lại không quá xệ. Ờ, nó không quá, thì lai mà. Tay nó nè, tay nó cực. Ừ. Mà tay to không? Tay to. Tay to. Tay to bá luôn. Đây là nhân vật tay to mặt xệ hả? Dễ thương đó mà con cô bác. Đấy, xong chưa? Nhỏ nhỏ. Ủa mà phải con của nó không cô?
thì đã nói là con là mẹ của nó hồi nãy dẫn ra đó, đó cho nên nó nhìn vào đây nó hóng con nó kia. Cơn nữa con dám rồi là con dám đi đó. Dạ có chứ, mà đi xe nó có sao không con? Không, mình có ẩm trong tay không? Ủa nhưng mà ẩm mình ví dụ mình bỏ lồng cái mình mà mang lên xe không biết họ có chịu không á? Để mặc điểm được có cho lên xe chứ không ví dụ đi đại tiện nghe để tiện cho xe sao? Nó đi rồi nó đi rồi thôi chứ nó đâu đi cái đầu nó đơn vô cưng quá ha, đầu vô thẳng hay gì được ôm lên xe người ta con ôm thì được chứ có gì đâu, mặt này thì nó sạch mà được con dơ được đó. Ôi có gì đâu trời, con để chút con nên để con chút nhờ nấm gọi là nhà xe coi nó có cái chân mình cái chân bụng này lớn lên là nó. Ủa những cái đuôi này là mình lấy hay nó đẻ ra nó mất đuôi vậy cô? Mình lấy mỗi con đuôi đúng không? Mỗi con 40 nó có đeo này con à, cái ấy đeo cái móc đeo cho má cái bấm móng chân nghe con, mọi người biết cái đó không? Cái gì? Cái móng đeo á, gọi là cái móng đeo á nè. Ờ mấy con này nó khôn dạ, nó có thêm một cái móng vậy nè, gọi là móng đeo á. Ồ có nhiều con còn có hai cái luôn á. Ừ, hai đúng cái móng đeo luôn. Cái này dài là cái gấp cho nó con à. Nếu mà không có giấy chồng của cô 10 à, lúc này là bên nhà bên đó. Này là à, mấy cô mà quay mẹ quay đi sao đâu chú quay mấy đứa nó dễ thương lắm dạ. Đây mấy thằng nữa này con đây anh đây này dễ thương lắm dạ, à, toàn là của fan của cương dừa đó con dạ, à dạ, fan fan cương dừa đó dạ. Còn đây là em nuôi ra cô này kêu cứ quay nó luôn á, em nuôi từ 16 tuổi á đó, đó. Dạ. Đó là một bữa nay đi vô nhà nó ăn cơm trong cái chỗ đó dạ. Mà tất nhiên fan từ trong đó về đây dạ. Fan về luôn liền luôn á, cũng ăn luôn cũng chạy về luôn dạ. bữa mà bánh á là chị của cháu của nó làm á, bánh dạ. Bánh phu thê đó chưa kịp ăn sức khai vị luôn dạ. Đây chưa thôi đi về tổng dạ. Không có chồng thì ôm chó cũng được nha con. Dạ. Con nhỏ này là bánh cháu trên hài nè chị, biên tập của giọng ải giọng ai này dạ. Nổi tiếng lắm à. À con cô bác cô mười đã giao. Ủa nó có tên chưa cô mười? Chưa, con đặt tên đi. Thôi cô mười đặt tên đi, cô mười đặt tên. Mi son nữa. Ừ. Mi son. Ờ, dạ. Mi son, okay. Cô mười đã trao mi son cho em. Ừ. Em dạ. Sẽ mang mi son về chăm sóc. Ờ. Con đang chạy thương nó nha con. Dạ. Con kia đợt này sao hai cái tay như con sau mấy tháng nữa thấy nó phỏng phao. Mà tự nhiên cũng muốn để ở Sài Gòn nuôi ghê á. Ờ. Nay em lời nhất. Ủa còn đứa tính đem bàn phấn đi mà không thấy hả? Dạ. Con tính đem bàn phấn không ra? Con tính đem bàn phấn đi luôn nha. Chị kêu tôi muốn là hút cái bàn thôi. Dạ bữa nào nữa là con tới nhà cô con quay cái clip con nhận bàn phấn. Ở trong đó còn ba. Lễ nhận bàn phấn. Dạ. Với lại con thấy cái y văn lần này nữa nè. Lại con nhận luôn nha. Thằng em nó không xài nó dâm dục ra ngoài đó. Để cô dẫn mấy chị em vô trong phòng của cô. Ngày xưa. Không đó là họ đến cái bịch bóng cũng tha. Ủa là con quay luôn. Đây là chuyên gia đi chôn bịch bóng. Chôn. Cái này để xin cô mấy bịch xốp về chị em chia của đồ cô cho đồ nho đồ chả đồ này chia ra chia phần ra nhà dạ bữa con tao thành dương Sài Gòn rồi á. Ừ. Sao hồi đó cô vô con cũng về mà bây giờ con cũng về không già. Dạ. Cách đây cũng sống 7 năm. Ủa hồi đó cô vô cô có gặp con rồi ạ? Sao con thích trên hài á? Không, thích trên hài hồi đó con không có làm. Còn con ở trên, mình coi trong ấy, coi nè. Cô gặp ở trong cái điện cầm. Cô ăn miếng hài đó. Ủa hồi đó cô thi là cô vô vòng nguy hình không ta? Có, vì thi sắp sửa lên sóng thì bị ấy đó. À, vậy là mùa 6 không? Thằng này là gì? 150 triệu nè. Chương nè. Chương. Ủa hồi đó cô gầy quá cô? Hả? À. Cô hồi đó, cô con cô mới chết á. Cô sách vỏ con đi một mình. Vô thấy
thấy thách thức em hài cái nhào vô. Dạ. Cũng lên xin lấy rồi vô thì nó lắp ráp rồi giờ kêu về thì xin số điện thoại cô, không nhớ số điện thoại cô. Dạ. Rồi mới là lấy số điện thoại với Bích Quân nãy con gặp đó. Dạ. Xong cái bắn một thời gian gần nè, cái rồi gọi điện cho Bích Quân nói là kêu cô vô lại. Dạ. Là vô để lên sóng á. Dạ. Mà vô đó là bị viêm họng đó, là thời gian đó đó là gọi điện là gọi điện cho Quân chứ không phải là gọi điện cho cô. Dạ. Bây giờ con hỏi tới số điện thoại của cô cũng nhớ nữa. Chị nhớ mà hai các bác tới thì đúng nhớ rồi, bữa thì em nhá số mình qua không biết đó, đó cô không biết cái gì là cái gì hết vậy thôi. Ờ thấy con bé Mai thấy thì sợ thôi con về thôi. Yeah. Cái cuộc sống mình đâu có biết cái gì đâu. Yeah. Công nghệ dở mà điện thoại này, nói điện thoại đối với mấy con á này đó, con trai mua có 8 triệu à, trong khi nó mấy cô Khương vừa xài 50 triệu có rồi cô bữa sao hả. Bữa trước cái cô gì mà tặng cho vợ hả? Ý mấy cái đó thì để phục vụ cho công việc. Chứ còn anh thì anh cũng đơn giản lắm, có điện thoại thải thôi, nhưng mà cái đó tại vì phải quay á nên là không, nhưng mà cái cô ấy tặng cho bà vợ. Để đúng rồi, tặng cho chị Ngọc. Mà lần nào hả thấy người mà bán một sòn cũng cho lính con sòn quá trời. Cái này ra nó dư nhiều quá cô. đưa lên dùng anh để kéo da. Ủa dư da quá hả? Ta nói là đại da là chỗ đó. Lấy lò xo cái sao nó, ủa sao da nó dư khúc vậy trời. Nhưng mà hả, tại con thóc lên này da, nhưng mà con thấy nó có cái đường sọc nó đấy nè, bị căng cái da. Bị căng cái bụng hả trời. Nó kéo cái bụng người ta. Không, nhưng mà da nó cũng nhiều. Nó dai tình lắm. Nè. Cái số cho người không tốt mà. Thấy không? Thấy da không? Đại da nha. Nuôi về nuôi có lộc. Vì nó có lộc nuôi sao. So. Đợi cô bây giờ sao? Cô chân xe người ta tới. Dạ, để bên cô mình chuẩn bị luôn cho cả cái giỏ. Cô ơi, cho cô cho con cái miếng ấy đi để con lót cho nó. Đây, cho nên nó nằm luôn. Ôi. Đâu lại bà cái đi rồi đi. Lại cảm ơn bà nha. Đó, rồi đi về với chị nha. Rồi. Ủa cháu nằm dầm lên chứ hả? Đúng rồi, đúng hướng rồi. Nằm ngoan nha. Ơ cái bịch thức ăn đâu rồi ta? Đây. Ở đây rồi, để con sắt ngoài có gì trước con lên. Ôi nằm ngoan luôn á. Nằm ngoan nha, về nha. Rồi. Con cũng có 10. Trời xe tới rồi, tụi con sắp đồ. Mọi người ơi ôm đồ ra. Dạ con cảm ơn cô 10 nhiều. Cảm ơn cô 10 nhiều lắm. Cô 10 nhiều. Ơi tới thăm cô 10 mà cho. Cô 10 hôm nay cô 10 đang đau cái chân. Đau chân chục bữa giờ luôn. Mới thức thì đây nữa này. Dạ. Đau. Dạ. Tại mừng quá tối giờ mới. Cảm ơn cô 10 nhiều. Cảm ơn lòng mà. Ba nha, ba dạ, mấy con chào ơi. Mấy con là tiến nhanh dạ. Tiến mạnh, đừng có bao giờ tuột bước nha. Dạ. Đứa trẻ mấy con phải tiến nhanh tiến mạnh. Dạ. Cảm ơn có, cô ơi, có ông thầy Cương Dừa là mấy con theo cái đức hạnh của ổng đó là tốt. Dạ. Dạ. Ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Dạ. Cũng phải giống chút xíu gì của Cương Dừa là tốt rồi nha con nha. Cô cũng thương nó lắm. Cảm ơn cô. Okay, đây đây con tặng biệt cô 10 con phép về Sài Gòn. Okay. Có gì tụi con. Đây này cô này là ở là cô 10 là 20 năm này. Dạ. Ai muốn mua gì vô trong mua. Thích cái gì? Tạp hóa mà kiếm mít luôn. Tạp hóa một chiếc. 22 năm rồi đó. Tạp hóa bán cho bán cho mấy cái người mà kim chỉ đó. Dạ rồi, thôi cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Tụi em sẽ bây giờ chị mấy con muốn mua máy bay có gì vậy? Máy bay cũng có, xe hơi gì cũng có. Mọi người dễ thương. Ai cũng mời cũng giới thiệu nhiệt tình lắm luôn đó. Dạ rồi, cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Hẹn